Nhận định bóng đá VIP Arsenal vs Brighton, 18:30 phút ngày 31 tháng 8, bắn hạ chim mộng biển. Nhận định bóng đá VIP trận đấu giữa Arsenal vs Brighton trong khuôn khổ vòng 3 giải Ngoại hạng Anh sẽ diễn ra vào lúc 18:30 phút ngày 31 tháng 8. Bóng đá Pool phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỷ số. Phân tích phong độ Arsenal vs Brighton. Arsenal tiếp đón Brighton trong trận đấu sớm nhất vòng 3 Ngoại hạng Anh. Một màn so tài giữa hai đội bóng vẫn đang duy trì thành tích toàn thắng sau hai lượt trận đầu tiên. Đoàn quân huấn luyện viên Mikel Arteta đã vượt qua Wolves trong trận mở màn trước khi giành chiến thắng ấn tượng 2-0 trước Aston Villa nhờ các bàn thắng của Lindro Trossard và Thomas Partey. Nếu tính cả giai đoạn cuối mùa giải 2023-24, Arsenal đã giành chiến thắng trong cả 8 trận đấu gần nhất tại giải Ngoại hạng Anh kể từ trận thua 0-2 trên sân nhà trước Aston Villa vào tháng 4. Trận thua khiến họ thất thế trước Man City và sau đó có mùa giải thứ hai liên tiếp nhận trái đắng trong cuộc đua song mã tới ngôi vô địch. Huấn luyện viên Arteta sẽ biết rằng đội bóng của ông phải gần như hoàn hảo một lần nữa để lật đổ hoặc thậm chí bắt kịp nhà vô địch 4 lần liên tiếp, Man City. Chiến thắng thứ 9 liên tiếp tại Ngoại hạng Anh ở màn tiếp đón Brighton chắc chắn sẽ giúp Arsenal thêm phần tự tin bước vào quãng nghỉ nhường chỗ cho loạt trận quốc tế và trở lại với một chặng toa malet đầy khó khăn với những cái tên Tottenham và Man City ở nửa sau tháng 9 cũng như chiến dịch vòng bảng Champions League. Mặc dù vậy, điều khiến người hâm mộ có đôi chút lo lắng là việc Arsenal đã không giành được 9 chiến thắng liên tiếp tại Premier League kể từ chuỗi trận từ tháng 1 đến tháng 3 năm 2004, trên đường đến với chiến dịch bất khả chiến bại, bất bại dưới thời Arsene Wenger để mang về chức vô địch Ngoại hạng Anh gần nhất của pháo thủ. Bên phần sân đối diện, Brighton đã có một khởi đầu đầy hứa hẹn cho mùa giải dưới thời tân huấn luyện viên trưởng Fabian Huyler, chiến lược gia trẻ nhất lịch sử Ngoại hạng Anh. Vị thuyền trưởng 31 tuổi người Đức đang tiếp nối người tiền nhiệm Roberto De Zerbi rất tốt bằng việc phát huy tối đa tài năng của những cầu thủ vốn không phải ngôi sao hàng đầu. Huấn luyện viên Huyler đang hướng đến mục tiêu trở thành thuyền trưởng đầu tiên của Brighton giành chiến thắng trong 3 trận mở màn giải Ngoại hạng Anh. Tuy nhiên, đây sẽ là nhiệm vụ không hề đơn giản dành cho Brighton, bởi họ luôn lép vế mỗi khi chạm trán Arsenal nói riêng và những chuyến làm khách tới thành London nói chung. Mùa trước Brighton thua sắp mặt cả hai trận đấu trước Arsenal 0-2-0-3, đồng thời không thắng cả 7 chuyến viếng thăm sân của các đội bóng thủ đô mùa trước. Thông tin lực lượng Arsenal vs Brighton mới nhất. Arsenal vẫn chưa có sự phục vụ của Gabriel Jesus, Takehiro Tomiya và Kieran Tierney. Tân binh Mikel Merino có thể sẽ có ít phút ra mắt pháo thủ ở trận này. Với Brighton, đội khách vắng Solly Mac, Brian Gruda, Mark Pfeiffer và tân binh đắt giá nhất lịch sử, Mark O'Riley. Đội hình dự kiến Arsenal vs Brighton. Arsenal 4-3-3 Raya, White, Saliba, Gabriel, Timber, Odegaard, Partey, Rice, Saka, Havertz, Trossard. Brighton 4-2-3-1 Siêu, Venman, Dung, Van Hek, Cadion, Milner, Jinmu, Minte, Pedro, Mitoma, Welbeck. Soi kèo nhà cái trận Arsenal vs Brighton. Xỉu bàn thắng, hàng phòng ngự Arsenal đang thi đấu rất chắc chắn với 3 trận liên tiếp gần đây giữ sạch lưới. Hai trận đối đầu mùa trước pháo thủ cũng không để đối thủ chọc thủng lưới. Với Brighton, hàng thủ đội khách giữ sạch lưới 4/5 trận vừa qua trên mọi đấu trường. Brighton thắng kèo hiệp 1, Arsenal nhập cuộc khá chậm khi không thắng kèo châu Á cả hai trận mở màn mùa giải mới trong hiệp đầu. Với Brighton, đội khách toàn thắng kèo hiệp 1 ở 4 trận liên tiếp gần đây. Brighton cũng thắng kèo hiệp đầu cả 6 chuyến làm khách gần nhất tới sân Emirates. Arsenal thắng kèo chấp góc hiệp 1, những trận đấu gần đây chứng kiến việc Arsenal áp đảo đối thủ theo kèo phạt góc từ rất sớm. Hai trận chính thức tại Ngoại hạng Anh cùng trận tranh Emirates Cup chứng kiến pháo thủ toàn thắng kèo chấp góc hiệp 1, được hưởng 12 quả góc và thậm chí không phải chịu quả góc nào. Với Brighton, hai trận ra quân trong chưa đầy một tuần qua đội bóng này toàn thua kèo góc chấp hiệp 1 trước Manchester United 0-3 và thậm chí trước đội bóng hạng dưới Gralitao 0-4. Lịch sử cũng chứng kiến Arsenal sớm thắng theo thống kê phạt góc ở 6 trận đối đầu gần nhất trước Brighton. Chuyên gia bóng đá dự đoán trận Arsenal vs Brighton. Ben Napton, chuyên gia phân tích dữ liệu của Betfair cho biết,
Brighton thường bắt bại Arsenal trong vài năm qua, nhưng hàng phòng ngự thép của pháo thủ tại giải đấu hàng đầu nước Anh đã trở nên vô song trong 12 tháng qua. Nhiều cổ động viên vẫn có thể mong đợi các học trò của Huddersfield sẽ chiến đấu tốt. Nhưng cỗ máy chiến thắng của Arteta khả năng sẽ khiến họ nếm trải thất bại đầu tiên ở mùa này. Bóng đá pool dự đoán tỷ số Arsenal vs Brighton. Được chơi trên sân nhà cùng phong độ ấn tượng thời gian gần đây, Arsenal với thực lực nhỉnh hơn hẳn đang tự tin hướng đến việc chấm dứt tuần trăng mật của huấn luyện viên Fabian Huddersfield tại Brighton, qua đó duy trì mạch trận toàn thắng để hướng đến hai trận đại chiến Tottenham và Man City những vòng đấu tới. Thống kê vàng Arsenal vs Brighton. Những sân bóng tại thủ đô London đang được coi là tử địa đối với Brighton, khi mùa giải trước họ 7 lần hành quân tới đây mà không thể thắng. Trong đó có 3 trận hòa và 4 thất bại. Một trong những trận thua đó là trước chính Arsenal với tỷ số 0-2, khi Gabriel Jesus và Kai Havertz nổ súng trong hiệp 2. Dự đoán 2-0. Bạn chọn tỷ số chính xác nào?